Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video Khánh Vy Home Channel. Mua bộ nồi inox cho bếp từ chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là đang ở thị trường vàng thau lẫn lộn như hiện nay. Hãy tham khảo những ý kiến dưới đây để không mắc phải những sai lầm khi mua bộ nồi cho bếp từ bạn nhé. 1. Nhu cầu sử dụng nồi inox. Trước khi chọn mua bộ nồi inox cho bếp từ, bạn cần phải lưu ý đến nhu cầu sử dụng của các gia đình. Thông thường bộ nồi sẽ có từ 3 đến 5 chiếc, đường kính từ 16 đến 26 cm, còn tùy theo nhu cầu cũng như số lượng của các thành viên trong gia đình mà bạn cần phải chọn mua bộ nồi nào cho phù hợp. 2. Kiểu dáng thiết kế bộ nồi inox. Bạn nên ưu tiên những sản phẩm nồi inox với thân sáng, bóng và cứng cáp, lựa chọn thành nồi inox chất liệu inox 304. Riêng đáy nồi là phải sử dụng chất liệu inox 430 mới có thể sử dụng được cho bếp từ. Đáy nồi inox nên chọn lại bằng phẳng không bị vân viền. 3. Nồi inox đáy 3 lớp hoặc là nồi inox đáy 5 lớp. Đối với đáy nồi inox 3 lớp có thể loại bỏ được những nhược điểm của bộ nồi một đáy trước kia, theo đó nó được cấu tạo gồm một lớp nhôm giúp tản nhiệt, hai lớp inox hai bên giúp bảo vệ nồi. So với đáy nồi 3 lớp thì đáy nồi 5 lớp dày hơn, được cấu tạo gồm một loại hộp kim nhôm ở giữa, kế đó là hai lớp nhôm nguyên chất, cuối cùng là hai lớp inox. Nồi inox có đáy 5 lớp khi dùng cho bếp từ tốc độ gia nhiệt nhanh hơn so với nồi inox có đáy 3 lớp. Xét về độ cao cấp thì loại nồi inox 5 đáy vẫn là sự lựa chọn tuyệt vời hơn hẳn, nó có khả năng chống công vênh tốt, giữ nhiệt cực kỳ hiệu quả. Đối với tay cầm thì nên chọn những sản phẩm có thiết kế tay cầm chắc chắn, cách nhiệt, và còn nắp vung thì nên chọn những loại sản phẩm nắp vung được làm bằng kính cường lực trong suốt để dễ dàng quan sát được thực hiện sản phẩm bên trong. Đừng quên like và subscribe để tiếp tục cùng Khánh Vy Home Channel theo dõi thêm nhiều video hữu ích hơn nhé.